Đây là những chàng trai đã mang tới những cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam những ngày vừa qua. Đó là đội tuyển U20 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về họ và hành trình ấn tượng của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á cùng với biên tập viên Hoàng Cường. Xin mời anh ạ. Vâng, xin chào anh Huy Hoàng, xin kính chào quý vị. Khi nhận được kết quả bốc thăm vòng chung kết U20 châu Á gặp các đối thủ đó là U20 Australia, U20 Qatar và U20 Iran thì đúng là có lạc quan tếu thì ít người nghĩ rằng chúng ta sẽ có điểm. Bởi nhìn vào ba đối thủ này thì chưa có đối thủ nào yếu cả. Ai cũng lo lắng, nhưng khi nhìn vào cách chúng ta tiếp cận trận đấu, thi triển lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo thì hóa ra dù nằm ở bảng đấu tử thần nhưng U20 Việt Nam mới là tử thần của các đối thủ. Vâng, anh Hoàng Cường ạ, giành ngôi nhất bảng B một cách đầy ngạo nghễ trong bảng tử thần đấy ạ, thì theo anh cái yếu tố cơ bản nào tạo nên thành công này? Vâng, tôi nghĩ đầu tiên là chắc hẳn là chúng ta sẽ phải cảm ơn VPF và các câu lạc bộ tại V-League, bởi vì họ đã quyết định là nghỉ 46 ngày để nhường sân chơi cho U20 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U20 châu Á. Bởi vì có như vậy thì U20 Việt Nam mới có đủ lực lượng mạnh nhất cho giải đấu này. Đây là một điều hết sức là quan trọng, bởi có như thế thì những nhân tố chủ chốt như là Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Đinh Xuân Tiến mới được thi đấu. Và yếu tố thứ hai là bóng đá trẻ thì khoảng cách về đẳng cấp là khá ít, độ ổn định thì không cao và tâm lý nữa. Đối thủ bị thủng lưới trước thì có thể chơi chệch choạc ngay, chứ lên đội tuyển quốc gia thì thực sự là sẽ hoàn toàn khác. Và đó còn là tinh thần và ý chí của các cầu thủ nữa, cách bày binh bố trận của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, một người rất là mát tay với các lứa tuổi U. Người ta vẫn nói là U20 là giải đấu mà nhiều ngôi sao bước ra ánh sáng, nhưng sự thật là các ngôi sao trẻ này đã nổi bật cách đây mấy năm rồi và chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại sở hữu một lứa cầu thủ tài năng đồng đều đến vậy ở cả hàng tiền vệ lẫn tiền đạo. Quốc Việt, cầu thủ sở hữu 2 pha lập công ở vòng chung kết U20 châu Á năm nay, còn được mệnh danh là vua giải trẻ. Tiền đạo này có một sở hữu một bộ kỹ năng ấn tượng, khả năng chọn vị trí và toàn diện ở cả chơi chân lẫn đầu. Anh vô địch giải U21 quốc gia, vô địch U23 Đông Nam Á, vua phá lưới U19 quốc gia 3 năm liên tiếp, vua phá lưới U19 Đông Nam Á năm 2022 và vua phá lưới giải U21 quốc gia năm 2022. Khuất Văn Khang năm ngoái thì đã là gây ấn tượng mạnh khi ở tuổi 19, một năm thi đấu ở 4 cấp độ đội tuyển quốc gia khác nhau và cấp độ nào thì cầu thủ này cũng tạo ra ấn tượng. Thậm chí trong lần đầu tiên ra sân trong áo đội tuyển quốc gia, anh cũng đã có một bàn thắng. Rồi Thanh Nhàn ở tuổi 19 đã là vua phá lưới ở giải hạng nhất quốc gia, một điều chưa từng có trong lịch sử. Rồi Văn Trường, Xuân Tiến hay Phi Hoàng, những tài năng cũng đã sớm khẳng định mình ở sân chơi V-League. Vâng, anh Cường, nghe anh thống kê mà tôi cảm thấy thực sự là một sự chuẩn bị quá là dài luôn. Và rõ ràng là trong giải U20 châu Á sắp tới đây thì các tài năng của em sẽ một lần nữa được cất cánh thêm. Vì chúng ta đã thắng 2 trận rồi, chắc là cái con đường vào vòng trong rõ ràng là khá là rộng mở. Vâng, đúng vậy. Nếu ở lượt trận thứ hai mà U20 Iran thắng được U20 Australia thì chúng ta đã có vé sớm vào tứ kết rồi. Nhưng bây giờ thì chúng ta vẫn phải chờ lượt trận cuối. Ở lượt đấu diễn ra ngày 7 tháng 3 tới thì chỉ cần hòa U20 Iran là U20 Việt Nam sẽ vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Vâng, đó là một viễn cảnh tươi sáng mà chúng ta cùng chờ đợi. Nhưng mà biết đâu lại có một thắng lợi nữa thì sao của đội tuyển chúng ta. Và trong giải này tôi thấy rằng là vẫn có những cổ động viên đến cổ vũ, thì thực sự đối với cá nhân tôi, nhìn qua TV đã cảm thấy gai người vì cái chiến thắng này rồi, thì chắc họ ở sân sẽ còn là cảm nhận nhiều hơn nữa, và thực sự họ là những người may mắn. Vâng, rất là may mắn. Và nhưng mà ở cái giải đấu năm nay thì không phải diễn ra, bảng đấu của Việt Nam thì lại diễn ra ở Fergana, một cái thành phố nằm khá xa so với thủ đô Tashkent, nên là cũng có khá ít các cổ động viên có thể tới đây. Tuy nhiên, vẫn có những cổ động viên nhiệt thành đã tới Fergana để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một trong những cổ động viên rất đặc biệt này. Tình yêu bóng đá đã thôi thúc anh Ngô Thành Tùng, một Việt kiều Nhật, bay sang Uzbekistan để cổ vũ cho đội tuyển U20 Việt Nam. Tổng cộng thì khoảng hơn 6.000 km và cộng với cả thời gian chờ đợi thì tôi bay hết 2 ngày. Tôi có chuẩn bị đồ để cổ vũ cho đội tuyển, tất nhiên là không thể thiếu được, đó là lá cờ Việt Nam. Vì là không kịp mua ở Nhật Bản cho nên là tôi phải gửi gấp ở Việt Nam qua. Nếu như ở trận đầu tiên gặp U20 Australia chỉ có 8 cổ động viên Việt Nam, thì ở trận thứ hai gặp U20 Qatar, anh Tùng đã rủ thêm được các bạn chủ nhà Uzbekistan tới sân cổ vũ. Tôi yêu đất nước các bạn, đó là lý do hôm nay tôi tới đây. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 2-0. Đây là trận thứ hai chúng tôi đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
ở sân vận động thành phố Sudaga của Uzbekistan, và chúng tôi tin chắc là trận này Việt Nam sẽ thắng 2-0. Ở đây là tất cả những cổ động viên Việt Nam đến từ thủ đô Tashkent của Uzbekistan vừa mới tới sân vận động. Chỉ có số ít cổ động viên Việt Nam nhưng cũng đủ để khuấy động bầu không khí trên sân Độc Lập và mang tới động lực cho các cầu thủ dưới sân. Và các em đã biến từng khoảnh khắc tại đây trở thành những giây phút đáng nhớ và đầy tự hào với thắng lợi thứ hai ở vòng bảng. Còn đây là những khoảnh khắc cuối trận. Các cầu thủ ùa về phía các cổ động viên để chia vui. Một cảm xúc thật đặc biệt tại Phương Anh Đà. Vâng, anh Huy Hoàng, sau màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển U20 Việt Nam thì thời điểm hiện tại cũng đã có rất là nhiều các cổ động viên Việt Nam đang làm visa sang Uzbekistan để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rồi đấy. Vâng, tôi hy vọng rằng là U20 Việt Nam sẽ tiến sâu tại vòng chung kết của U20 châu Á này, và để rồi tất cả chúng ta cùng mơ về vòng chung kết U20 thế giới 2023 sẽ diễn ra tại Indonesia tới đây. Và vâng, đúng vậy, và không biết là anh Huy Hoàng có nhớ không là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, một người cũng rất là mát tay khi đã cùng với lứa cầu thủ như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng hay Văn Hậu cũng đã từng giành vé tới World Cup U20 thế giới vào năm 2017, lần đầu tiên chúng ta làm điều này. Năm nay thì ông lại đồng hành cùng với một lứa cầu thủ tài năng nữa, và hành trình của U19 Việt Nam ở vòng chung kết U19 năm 2016 thì cũng khá giống với hành trình của U20 Việt Nam năm nay. Tại vòng chung kết U19 năm 2016 diễn ra tại Bahrain thì U19 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm cùng bảng với toàn cử viên, đó là U19 Triều Tiên, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iraq. Trận mở màn thì chúng ta đã tạo ra ngay cơn địa chấn khi đánh bại U19 Triều Tiên với tỷ số 2-1 nhờ cú đánh đầu của Hà Đức Chinh và cú sút xa đẳng cấp của Đoàn Văn Hậu. Tới trận đấu thứ hai thì chúng ta cũng xuất sắc cầm chân UAE với tỷ số 1-1 với bàn thắng cực kỳ ấn tượng của Hồ Minh Dĩ. Ở trận cuối của vòng bảng thì chúng ta cũng đã cầm chân U19 Iraq với tỷ số là 0-0. Vào tới vòng tứ kết dù gặp chủ nhà Bahrain, nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu kiên cường, và Trần Thành là người đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng để đời giúp U19 Việt Nam bay vào bán kết để chính thức giành vé tới vòng chung kết World Cup U20 thế giới, một trong những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Vâng, năm nay thì chúng ta lại tiếp tục chờ đợi thêm một khoảnh khắc lịch sử nữa trên những đôi chân của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Và mong rằng là người hâm mộ Việt Nam sẽ đổ ra đường với những chiến thắng của các cầu thủ trẻ. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Cường với những thông tin vừa rồi ạ.